Tử vi tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch. Phật tổ độ mạng, biết mệnh đón thời. Đặc biệt chú ý năm điều này để tuổi già giàu sang, có nhiều tiền. Nhìn lại con đường đã qua, quý cô chú sinh năm kỷ hợi 1959. Đến giờ phút này có thể đã gác lại những lo toan mưu sinh vất vả sau lưng, dừng lại để nhìn ngắm lại hành trình cuộc đời đầy gian nan và hy sinh. Từ thuở thanh xuân đến khi bước vào tuổi già. Quý cô chú tuổi Kỷ Hợi đã luôn là những người mang trên vai trách nhiệm gia đình, hết lòng vì con cái và ít nhiều cũng đã cống hiến hết sức mình cho xã hội. Nhưng may thay, tuổi già của quý cô chú theo tử vi số mệnh sẽ là những năm tháng ngọt ngào được đền đáp xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch. Quý cô chú sinh năm Kỷ Hợi, mệnh Bình Địa Mộc, gỗ đồng bằng mang trong mình tính chất hiền hòa, nhân hậu nhưng cũng đầy kiên định. Người tuổi này luôn được xem là có phúc phần lớn lao, dù cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, thì nhờ vào tấm lòng bao dung và sự trợ lực của Phật tổ, cuối cùng đều đạt được sự viên mãn, bình an và giàu sang khi về già. Tử vi của quý cô chú tuổi Kỷ Hợi, từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang lại nhiều biến chuyển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực tài chính và sức khỏe. Đây chính là thời điểm thu hoạch giai đoạn mà những công sức hy sinh của quý cô chú được đền đáp xứng đáng đặc biệt theo vận mệnh số học và phong thủy tuổi kỷ hợi có thể thấy rõ sự xuất hiện của các cát tinh giúp quý cô chú mở ra những cơ hội về tài lộc lớn lao tuy đã nghỉ hưu hoặc tạm dừng công việc kinh doanh nhưng dòng tiền vẫn liên tục đổ về qua các khoản đầu tư tích lũy từ trước đối với nhiều quý cô chú tuổi kỷ hợi giai đoạn tuổi trung niên đã là những năm tháng vất vả miệt mai để tạo dựng nền tảng cho con cái. Chính vì vậy, có những lúc tưởng chừng như tiền bạc chỉ đủ lo cho cuộc sống thường nhật và các chi phí không tên. Nhưng từ sau khi bước vào tuổi xế chiều, nhất là từ thời điểm năm 2024 trở đi, quý cô chú sẽ bắt đầu cảm nhận được sự khởi sắc vượt bậc về tài chính. Phật tổ luôn độ trì cho quý cô chú, giúp quý cô chú gặp nhiều may mắn trong những năm cuối đời. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, các khoản tiền từ bất động sản đầu tư hoặc các cơ hội kinh doanh từ thời trước sẽ mang lại nguồn thu nhập đều đặn có thể quý cô chú không cần phải làm việc trực tiếp nhưng thông qua việc quản lý tài sản đầu tư hợp lý dòng tiền vẫn tiếp tục đổ về bên cạnh đó sự hỗ trợ từ con cái những người đã trưởng thành và thành đạt cũng là một nguồn tài chính vững vàng và ổn định không chỉ là những đồng tiền tích lũy từ công sức lao động trong quá khứ mà còn là những cơ hội sinh lời từ các quỹ đầu tư cổ phiếu hoặc đất đai. Theo tử vi, những người tuổi kỷ hợi sẽ có khả năng gặp các cơ hội vàng trong lĩnh vực bất động sản, hoặc tài chính vào cuối tháng 9 âm lịch này. Đây là thời điểm mà các cát tinh như tài tinh, phúc tinh và lộc tồn hội tụ, giúp quý cô chú thu về những khoản lợi lớn một cách dễ dàng và bất ngờ. Về phương diện sức khỏe, dù đã bước vào giai đoạn tuổi già, nhưng quý cô chú tuổi kỷ hợi vẫn có thể tự hào rằng mình đang giữ được nền tảng thể lực khá vững vàng. Điều này không chỉ nhờ vào cách sống lành mạnh, tích cực mà còn bởi sự bảo hộ của Phật tổ, giúp quý cô chú luôn có tinh thần lạc quan, tâm hồn an nhiên, từ đó góp phần lớn vào việc duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, quý cô chú cũng cần chú ý một số bệnh tật thường gặp ở tuổi già, nhất là các vấn đề liên quan đến xương khớp, huyết áp và tim mạch. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, theo tử vi, có thể mang lại một vài dấu hiệu nhỏ về sức khỏe. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sự đau nhức khớp hoặc căng thẳng thần kinh, quý cô chú nên duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng, ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần luôn được thư thái, tránh căng thẳng quá mức. Một điểm đáng lưu ý trong thời gian này là quý cô chú có thể tham gia vào các hoạt động tâm linh, thiện nguyện hoặc tham gia các khóa tu, nghe giảng pháp. Những hoạt động này không chỉ giúp giải tỏa tâm trí mà còn là cách để tích phúc đức, tạo thêm duyên lành cho cuộc sống. Nhờ vào lòng thành kính và sự hỗ trợ từ Phật tổ, sức khỏe của quý cô chú sẽ ngày một cải thiện, mang lại sự an yên và bình an. Gia đạo là một trong những phương diện nổi bật nhất của tuổi Kỷ Hợi 1959, trong giai đoạn từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch. Theo tử vi, năm 2024 là năm mà quý cô chú nhận được nhiều tin vui từ con cháu. Con cái của quý cô chú nhờ sự giáo dục và hỗ trợ từ cha mẹ đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp điều này không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn giúp gia đình luôn duy trì sự hòa thuận hạnh phúc đặc biệt quý cô chú sẽ cảm nhận rõ ràng sự ấm áp gắn bó của các thành viên trong gia đình nhất là trong các dịp lễ tết hoặc các buổi họp mặt gia đình đây cũng là thời điểm mà con cháu thường xuyên ghé thăm chăm sóc và quan tâm đến sức khỏe của quý cô chú tạo nên không khí gia đình hòa thuận và đầm ấm những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng trở nên khăng khít hơn không còn sự xung đột hay mâu thuẫn lớn ngoài ra quý cô chú tuổi kỷ hợi cũng nên để ý tới việc giữ gìn tình cảm với người bạn đời của mình dù cả hai đã đi cùng nhau qua nhiều sóng gió của cuộc sống nhưng đây là giai đoạn mà sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau cần được duy trì và bồi đắp có thể là những lời hỏi han những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng lại có sức mạnh gắn kết và làm cho tình cảm vợ chồng thêm phần sâu sắc. Trong tử vi, vận mệnh của quý cô chú tuổi kỷ hợi 1959 gắn liền với khái niệm biết mệnh đón thời. Đây chính là lúc mà quý cô chú cần nhận biết rõ vận hạn của mình, để có những quyết định sáng suốt và kịp thời. Giai đoạn, từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch sẽ mang lại nhiều cơ hội vàng về tài chính, nhưng đồng thời cũng có những thách thức tiềm ẩn nhất là trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe và tâm lý quý cô chú nên biết cách dung hòa giữa việc đầu tư tài chính và bảo vệ sức khỏe bản thân đây là thời điểm mà quý cô chú cần tận dụng những nguồn lực đã có sẵn không nên mở rộng đầu tư quá nhiều mà hãy tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc theo tử vi có thể sẽ xuất hiện một vài rắc rối nhỏ trong các hợp đồng giao dịch tài chính nhưng nhờ sự khéo léo và bình tĩnh quý cô chú sẽ dễ dàng vượt qua mà không gặp thiệt hại lớn để đón nhận vận may, sự bình an và giàu sang trong giai đoạn cuối đời, quý cô chú tuổi kỷ hợi 1959 cần đặc biệt chú ý đến năm điều quan trọng dưới đây. Những điều này không chỉ giúp quý cô chú duy trì sự thịnh vượng mà còn thu hút sự bảo hộ của Phật tổ, đảm bảo cuộc sống yên bình, tài lộc dồi dào. 1. Giữ tâm an lành, tu dưỡng tâm hồn để Phật tổ độ mạng. Để Phật tổ độ mạng, quý cô chú tuổi kỷ hợi cần luôn giữ tâm thanh tịnh và an lạc. Trong giai đoạn từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, việc giữ vững tinh thần, lối sống thiện lành và lòng từ bi sẽ giúp quý cô chú thu hút những nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ. Điều này sẽ giúp quý cô chú vượt qua mọi thử thách nhỏ nhặt của cuộc sống, tạo ra điều kiện thuận lợi để tài lộc và vận may đến gần hơn. 2. Đầu tư thận trọng, tránh rủi ro lớn. Dù tài lộc trong thời gian này hứa hẹn nhiều khởi sắc, nhưng quý cô chú tuổi kỷ hợi cần đặc biệt chú ý đến các khoản đầu tư. Đây là giai đoạn quý cô chú cần biết biết mệnh đón thời, tức là hiểu rõ vận mệnh của mình, tránh những rủi ro không cần thiết. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, các cơ hội tài chính sẽ đến khá nhiều, nhưng không phải tất cả đều mang lại kết quả tốt. Quý cô chú nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Một số lưu ý trong đầu tư. Không nên mở rộng đầu tư quá mức. Giai đoạn này, quý cô chú chỉ nên tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc, hoặc đã có sự đầu tư từ trước. Không nên mạo hiểm mở rộng quá nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt là những ngành nghề quý cô chú không am hiểu. Lựa chọn đầu tư dài hạn, các khoản đầu tư liên quan đến bất động sản, vàng hoặc các loại tài sản có giá trị ổn định theo thời gian là lựa chọn an toàn. Đây cũng là thời điểm tốt để đầu tư vào các tài sản có tính chất phòng thủ hơn, là đầu tư ngắn hạn rủi ro cao. 3. Chăm sóc sức khỏe giữ gìn thể lực. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất ở tuổi già. Quý cô chú tuổi kỷ hợi dù đã tích lũy được tài sản, có nguồn tài chính ổn định nhưng vẫn không được lơ là với sức khỏe. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, quý cô chú có thể đối mặt với một vài vấn đề về xương khớp, tim mạch hoặc huyết áp. Vì thế, việc chú ý chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết để đảm bảo quý cô chú có thể tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn. Các việc quý cô chú cần làm để bảo vệ sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, quý cô chú nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát ít nhất 6 tháng trên lần để sớm phát hiện và phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe. Tập luyện nhẹ nhàng, đi bộ, yoga hoặc tập thiền là những hình thức tập luyện phù hợp với độ tuổi này. Việc duy trì thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp xương khớp linh hoạt, cải thiện tuần hoàn máu và giữ tinh thần luôn tươi vui. Chế độ ăn uống lành mạnh giảm các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, đường và tăng cường rau xanh, trái cây để hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. 4. Chú trọng đến gia đạo, gắn kết tình thân. Gia đình chính là nơi mà quý cô chú nhận được nhiều niềm vui và động lực nhất ở giai đoạn này. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, quý cô chú nên dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cháu. Đây là lúc để gắn kết tình cảm, xây dựng mối quan hệ bền vững đồng thời truyền lại những kinh nghiệm, giá trị sống quý báu cho thế hệ sau. Đặc biệt, quý cô chú cũng cần giữ hòa khí trong gia đình, tránh những mâu thuẫn nhỏ nhặt không cần thiết. Một số việc có thể giúp gia đạo thêm phần gắn kết. Tổ chức các buổi gặp gỡ gia đình, những dịp tụ họp, ăn cơm gia đình hay đi chơi chung sẽ giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần khăng khít. Quan tâm đến người bạn đời, tuổi già, sự quan tâm và đồng hành giữa hai vợ chồng là điều quan trọng. Quý cô chú nên dành thời gian chăm sóc, động viên nhau, cùng nhau vượt qua những trở ngại của tuổi già. Năm, tránh xa những tranh chấp, giữ tâm hồn thanh tịnh. Từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, quý cô chú cần tránh những tranh chấp, xung đột không cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính và gia đình. Ở tuổi này, sự bình an trong tâm hồn là quan trọng nhất, vì vậy quý cô chú nên học cách buông bỏ những phiền toái nhỏ nhặt để tâm trí được an yên một số lời khuyên để giữ tâm hồn thanh thản. Tránh xa thị phi, hạn chế tham gia vào các cuộc tranh cãi, đồn đoán không rõ nguồn gốc và tránh những mối quan hệ không mang lại giá trị tích cực. Sống đơn giản, không nên quá đặt nặng vấn đề vật chất hay danh vọng. Sự an yên, giản dị trong cuộc sống, hàng ngày sẽ giúp quý cô chú cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thu hút thêm phước lành từ Phật tổ. Kết luận Giai đoạn từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm quan trọng, để quý cô chú tuổi kỷ hợi 1959 tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đón nhận sự độ trì của Phật tổ và tận dụng những cơ hội tài lộc lớn. Bằng cách giữ tâm hồn thanh tịnh, chăm sóc sức khỏe và biết mệnh đón thời, quý cô chú sẽ bước vào tuổi già giàu sang, bình an và viên mãn. Cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý